This is Radio Free Asia. Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, Việt Nam đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho hội nghị ASEAN lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 4 năm 2010. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Viết Trung, đây là một sự kiện cấp cao đầu tiên diễn ra tại Việt Nam trong năm nay khi Việt Nam giữ cương vị chủ tịch ASEAN. Hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề hợp tác giữa các quốc gia trong khối, xây dựng và phát triển cộng đồng ASEAN, cũng như duy trì và củng cố vai trò quốc tế của khối ASEAN. Ngoài những vấn đề của khu vực và toàn cầu, hội nghị cũng hy vọng sẽ đạt được những cam kết về vấn đề biến đổi khí hậu. Tôi là Nguyễn Khanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Các quốc gia Đông Nam Á dọc theo sông Mekong đã quyết định gia tăng hợp tác để cùng giải quyết vấn đề mực nước sông hiện bị rút xuống do các đập thủy điện chắn giữa của Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên về sông Mekong diễn ra ở Thái Lan sáng ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của Thái Lan, Cambodia, Lào và Việt Nam đã cùng thảo luận về vấn đề quản lý dòng sông Mekong, vốn là nguồn sống của hơn 60 triệu người dân trong khu vực. Nguồn nước sông cạn kiệt có thể dẫn đến việc thiếu nước sử dụng, đồng thời tác động gây biến đổi khí hậu. Ngoài ra, mực nước sông rút xuống cũng đã gây nhiều thiệt hại đến ngành thủy sản trong thời gian gần đây. Các nhà lãnh đạo những quốc gia ASEAN đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin về các đập thủy điện vốn đang bị cho là thủ phạm chính gây ra vụ rút giảm mực nước sông. Phía Trung Quốc đã bác bỏ nguyên nhân vừa nói, nhưng họ hứa là sẽ cung cấp thêm tin tức. Việt Nam bác bỏ cáo buộc của công ty Google về việc theo dõi và hack các blog có liên quan đến chính trị. Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói với AFP rằng cáo buộc của công ty Google là không có cơ sở. Theo bà Nguyễn Phương Nga, Việt Nam có những điều luật đặc biệt để chống virus và những phần mềm nguy hiểm nhằm bảo đảm an ninh và bí mật quốc gia. Tuần trước, công ty Google lên tiếng cáo buộc Việt Nam đã theo dõi và tấn công các blog cá nhân có đăng tải các bài viết về chính trị. Riêng công ty đi đầu trong lĩnh vực chống virus McAfee thì cho rằng những cuộc tấn công mạng có thể bắt nguồn từ động cơ chính trị. Hàng ngàn công nhân đình công tại Đồng Nai. Hãng thông tấn AFP trích nguồn của báo chí trong nước cho biết khoảng 10.000 công nhân một hãng giày của Đài Loan đã đình công nhằm đòi hỏi tình trạng lương bổng và điều kiện làm việc tốt hơn. Công nhân hãng Pucheng Việt Nam có xưởng sản xuất giày tại tỉnh Đồng Nai đã từ chối làm việc trong suốt những ngày cuối tuần qua và kéo dài cho tới hôm nay. Công nhân đình công vì họ cho rằng mức lương 70 đô la một tháng không phù hợp với giá sinh hoạt hiện giờ và yêu cầu chủ hãng tăng lương cũng như tiền thưởng cho họ. Năm ngoái, tổng cộng có khoảng 210 cuộc đình công xảy ra trên toàn quốc Việt Nam. Nhiều máy ATM ở thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm điện. Sau vụ một bé gái lớp 4 bị điện giật chết cạnh chiếc máy ATM, khiến công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát toàn bộ, mới phát hiện thêm 57 máy rút tiền ATM trong thành phố bị nhiễm điện. Cuộc điều tra cho thấy, toàn bộ buồng ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bị điện hở từ mối nối điện của các bóng đèn chiếu sáng trong phòng ATM truyền vào, gây nên cái chết rất thương tâm cho bé Châu Linh Uyên. Theo công ty điện lực thành phố, phần lớn các máy ATM nhiễm điện đều do ngân hàng sở tại tự lắp đặt, mối nối bị hở gây nên tình trạng đó. Tin tức về việc các máy rút tiền tự động bị nhiễm điện đang làm những người có tài khoản trong các ngân hàng lo lắng.